Lục bình quá anh. Hả? Lục bình nhiều vậy? Lục bữa nay là như là không có chạy luôn. Anh làm thì cũng ngày rằm anh cũng nghỉ hết không hả? Nghỉ. Học sát sanh những ngày đó. Có tiền cũng không làm luôn. Tại cái ngày này trong một năm có mấy ngày đâu mà mình nghỉ không được sao? Cái ngày đó là mình còn mua cá phóng sanh mà mình bắt cá. Dạ, ngủ đã ghê. Máy chuẩn bị nổ. Không, mình đi ở bên đó với mọi người, với lại anh Từ Mùi Hồ thì ở bên đây với lại anh Hồng. Gần 2 giờ thì lúc 1 giờ là anh Hồng đã chuẩn bị rồi. Vất vả ghê luôn, mọi người thấy những cái chiếc đèn xa xa đằng kia không? Là của các anh đang làm nghề trên sông ấy. Cũng lạnh lạnh ha anh ha. Đây mình chạy có gió. Dạ. Bây giờ thì anh ra trước. Từ từ đi, đây mà sẵn mà bắt đầu nè. Dạ. Đây là những cái lú của anh nè. Tối anh ngủ được ngon không? Tối anh ngủ ngon không? Cũng không ngon lắm. Không ngon lắm. Nhưng mà nó mới ngon. Hai mình mới còn ngon nữa. Cái này là anh chuẩn bị ván sẵn để mình lót kê dưới. Lót kê dưới hả? Cũng quen rồi chứ không quen thì tối xuống nước cũng lạnh hơn hả? Quen rồi. Thấy thương anh ghê không? Giờ này mọi người vẫn còn đang say ngủ, và đặc biệt là thời gian mà buổi tối á, thì cái thời gian khoảng 2 giờ này á thì mọi người ngủ ngon lắm. Tại vì lúc này là ngủ ngon nhất luôn. Thì những người mà làm nghề sông nước trên sông như anh Hồng là phải lặn lội ở dưới sông, lặn ngập ở dưới sông để mà kiếm từng con cá bán. Như anh kể vào lúc tối. Thấy thương anh ghê không? Giờ này mọi người vẫn còn đang say ngủ, và đặc biệt là thời gian mà buổi tối á, thì cái thời gian khoảng 2 giờ này á thì mọi người ngủ ngon lắm. Tại vì lúc này là ngủ ngon nhất luôn. Thì những người mà làm nghề sông nước trên sông như anh Hồng là phải lặn lội ở dưới sông, lặn ngập ở dưới sông để mà kiếm từng con cá bán. Như anh kể vào lúc tối thì mặc dù là lặn ngập như thế mà có những đêm anh không có con nào, bán cũng không có tiền luôn. Còn 200.000 vợ cho đổ xăng hết 160.000, còn lại 40.000 hôm nay thì ăn khô quẹt. Mong là hôm nay thì sẽ có canh cá ngon hơn. Rồi.
anh xuống đó. Lạnh dữ không anh? À, bây giờ em ở đây hay gà trước? À? Em ở đây hay gà trước? Em gà trước được không? Nè anh phải ở dưới này nè. Đó. Lục bình quá anh. Hả? Lục bình nhiều vậy. Qua anh thằng anh đồn ở trong đó đó. À, bây giờ mình phân lên hả? Ừ, giờ mình kéo ra mình phân lên. Thường thì anh sẽ có vợ phân lên khổ phải không? Có không anh? Cá bóng. Có con cá bóng hả? Ừ. Phân ra vậy nè rồi đừng... Cho nó cá nó dồn lại đằng kia. Dồn lâu lâu rồi một đống ở đây rồi mình phân lên vỏ. Ờ à. Một cái nú nó gì là dài bao nhiêu mét anh? 8m5. Cũng nặng lắm chứ đâu có nhẹ. Ừ, lắm. Lắm đất rồi nặng. Ờ, con tép đây kìa. Ờ, có tép. Ờ, con cá gì ở đây được phải không? Sắc lát. Sắc lát á. Ờ, cá nó còn sống không? Chết, tươi rồi mà chết rồi, sinh nữa luôn. Thế à? Cá này, cá vô ngày qua chết. Mình không có cuốn á. Dạ. Chết vậy mình có bán được không? Không. Chết gì mình bỏ luôn. Ăn đâu có được nữa đâu. Nhiều con chết quá. Ừ. Vậy là nó không có chạy. Bây giờ anh leo lên lại. Rồi. Em nghiêng qua đây. Vậy là cái này là nó không chạy nữa hả? Tép nè. Đổ. Ngồi ở trong đó quay ra thấy không? Dạ thấy. Dạ. Vô vô trong đi. Dạ. Anh còn ở trước nè. Rồi. Cho về. Điên mình buồn lắm không anh Hồng? Buồn chứ. Có hai chồng đi ấy, cũng đã buồn. Dạ. Có cá chết trần. Cá chết thì mình bỏ cá. Còn để đổ hết. Mình lụm mấy con sống thôi, còn mấy con kia mình bỏ hết. Có được con cua. Lúc bữa nay là cái gì vậy? Không có chạy đâu mà. Cho nó chịu chạy là mình đổ ra tết đậu gì 100-200 gram. Ờ. À. Vậy là cái đú đầu này buồn buồn rồi hả? Buồn. Đó, phải phân tất cả, phải phân lại nè, rồi để đó. Một chút mình mới sắp vô hết. Dạ. Cái này đặt với cái kia cách xa không, nhược nhau dữ không? Mình đặt đây rồi, đồng mình về đó, mình đặt đó nè. Đây là đó, cái mình chấm bằng xào á. Dạ. Chấm xào qua đó.
không, không quen là làm không được mấy này đâu hết. Cá chết nhiều quá. Ngày hôm qua cuốn không có đó vậy. Mình bỏ luôn trong cái cuốn. Mình tiếp tục mình cuốn tiếp. Ở đây chỉ có được vài ba con thôi. Vài ba con tép bạc nè. Với lại một con cá chốt, với lại mấy con cá nhỏ nhỏ, còn mấy con cá còn lại chốt chết rồi, không có sử dụng được. Bán hay được thôi. Rồi xong này về thay đồ tắm rửa ha. Rồi cái mình nghỉ ngơi. Tiếp tục á. Còn nếu mà nó không chạy gì là mình nản quá rồi mình nghỉ luôn, mình ngưng lại. Để tới nước tới mình mới bỏ. Nhưng là mình nghỉ cho khỏe đó. Chứ không chạy rồi mình đặt chi mà nó cực công, mà nó không chạy rồi nó lỗ công lỗ dầu. Dạ. Cái xác cái cá tra chết cha. Phải nó sống thì cũng được miếng tiền ha. Rồi em bớt vô trong này để em sắp đủ. Cái núi đầu thì buổi hồi sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem, quay cho nó có nhiều cái thời gian nó lâu. Anh sắp đến đây luôn hả? Đúng rồi. Những cái khớp nó lại cho nó thật gọi là gọn gàng luôn. Gọn gàng là mình để mới được nhiều. Một cái như thế thì cũng tốn hơn, cũng khoảng 15 phút hơn ha. Từ lúc mà dỡ lên nè. Đúng rồi. Rồi lúc sắp lại từng cái. Mình lẹ tay thì nó mau chút. Dạ. Em chắc vô. Đây nữa nè. Buồn ghê luôn á. Đặc biệt có mấy con cá nó chết rồi. Mấy con kia chạy ít quá. Lỗ công của mình rồi. Bình thường nếu như mà lao động kể cả ban đêm lẫn ban ngày như thế á thì tiền công cũng khoảng 200-300 ngàn hên ha. Đúng rồi. Nó vừa cái sức của mình. Dạ. Vất vả ghê mà không có tiền nữa. Cái tóc khác. Dạ. Bây giờ lại cái quay trụ kia. Cái nơi đầu tiên á mà anh Hồng đặt thì hai cái lú chỉ được vài ba con tép bạc với lại những cái con cá rất là nhỏ luôn. Và đây là cái nơi thứ hai của anh thì Bùi Hồ ở đây đợi. Và khi nào mà anh có nhiều thì Bùi Hồ sẽ quay cho mọi người xem nha. Anh nói không có chạy rồi. Anh nói rằng là ít cá chạy quá. Nay vừa cực công vừa khổ mà không có tiền luôn. Hao dầu luôn. Lỗ dầu. Nước này nó bị hôi đúng không? Hôi. Cái nước bạc ngoài đó như ở đây vậy nè. Sống nè. Đấy vô trong sâu quá đó. Dạ. Cái cá nó bị nhiễm nước. Vậy là hai cái đầu tiên mình dở rồi đó hả? Thôi mọi người
giờ anh vẫn lặn ngụp ở dưới sông. Để có được những cái thước phim này á, Bùi Hồ thức khuya cùng với anh giờ này mắt nó bị cay cay. Anh giờ này thức giờ này mắt nó bị cay không? Anh nói hơi cay cay. Đặc gì mà có đôi khi cũng bị mất mất luôn. Mất luôn cái này nè, cái đú này nè. Rồi lỗ tiền luôn, vừa thăm không có cá mà vừa mất luôn cái đó luôn. Ở đây ngoài cái âm thanh mà lộp độp của cái lú của anh mà đang dở lên đó, với lại cái tiếng mà hệt mũi của anh vì lạnh, thì cái âm thanh mà nghe gõ gàng nhất đó chính là cái quạt như thế này, với lại tiếng Bùi Hồ nói chuyện với anh thôi. Tại mà vào buổi đêm rất là vắng ở trên sông như thế này, đi một mình buồn lắm luôn. Ở đây là cho nãy giờ anh dở một chồng đó là bao nhiêu cái rồi anh Hồng? Nhưng mà có cá không, nhiều không? Cá ngợp, chết ngợp nhiều lắm hả? Nãy giờ là tổng cộng là 5 cái lú hả anh Hồng? Mà tất cả chỉ được như đây nè mọi người. Ốc bu vàng, cá chết, những cái con cá nhỏ và những con tép bạc thôi. Nhiêu đây không biết sáng ra chợ bán được nhiêu tiền luôn. Khi mà đi theo cái cảnh sông nước như thế này nè, thì những người dân mà chân chất mà sống như bằng nghề như anh Hồng á thì cực khổ vô cùng luôn á. Gió thì ở trên thì lạnh, sau khi mà anh đổ sông á thì những cái lú này xong á thì lên thì gió lạnh. Bùi Hồ đứng ở đây nè cũng lạnh rồi, mà đặc biệt là không có thì càng lạnh hơn, càng buồn hơn ha anh nào. Hăng hái nó vui, nó quên đi cái lạnh. Còn mà không có thì rất là chán nản. Trong lòng chán nản, nó buồn. Ngày đó không có thêm thu nhập. Tại vì anh Hồng là có một cái đôi cái bàn tay thì trước đi anh làm ở trên Bình Dương bị nổ điện nó bị bóc phỏng cái bàn tay của anh. Anh làm thì cũng ngày rằm anh cũng nghỉ hết không hả? Nghỉ. Học sát sanh những ngày đó. Có tiền cũng không làm luôn. Tại cái ngày này cũng một năm có mấy ngày đâu mà mình nghỉ không được sao. Cái ngày đó là mình còn mua cá phóng sanh mà mình bắt cá. Thấy sợ tội nhiều hả? Người ta phóng sanh mà mình đi bắt. Có người từ ngày gầm người ta vẫn làm. Ở đây thì tổng cộng 4-5 con cua đó. Đúng rồi. Thằng này sáng anh em mình xử nó luôn cho rồi. Ăn cơm luôn hả? Ít quá bán, đâu có được đâu. Bán hàng mấy con đâu có mua. Ăn đủ số cá đó đi. Bạn hàng cũng trong mình làm cho có đó. Người ta căng để người ta bán lại kiếm lợi như thế. Mấy con lươn nhỏ là mình lấy luôn hả? Cái nào? Mấy con lươn nhỏ nhỏ này hả? Cái này là con cá đàn cày nước ngọt. Chứ phải lươn. Con đó ăn được không? Không. Vậy hả? Nào giờ anh không ăn con đó. Bỏ đi. Xịn chơi người. Bỏ mới xịn hết. Bỏ xanh bỏ gác ra. Đây ít cá gì làm biết lụm mà dòng dòng gì chứ. Nếu cá nhiều mình treo cái gọng ở đó đó. Mà mình bắt mấy con cá sống mình bỏ vô gọng á. Như tép vô đó. Khi bạn hàng ta mình đi căng cái mình kéo gọng lên thì lại bạn hàng cái nó lửa tiếp mình cái rồi. Thấy cực không? Quá cực. Dữ dằn cực luôn. Không biết nói sao mà chơi cho đã hết chứ cực. Cực mà có tiền thì cũng đỡ đi. Đúng rồi, cực có tiền thì hay nói. Cực có tiền vẫn là bình thường. Nhưng mà làm gì mà có người
không có nghĩ tới đâu rồi. Nói nhiều khi cũng nhà người ta, người nhà người ta thêm người ta lấy vài cây mềm người ta đặt. Ờ. Và đêm đó mình lỗ trắng tay luôn. Mình có đất có bộ có ăn mà đi lấy của người ta. Ừ. Anh nói sao anh Hồng? Còn thiếu nợ nhà nước 50 triệu á. Ờ, sao vậy? Tại vì mình trả nổi nè, lúc cũng có 30 triệu thì đâu có 3 năm, 2 năm gì rồi. Dạ. Còn cái 20 triệu này thì mới đây cho mấy tháng nè. Dạ. 20 triệu cho dây xây nhà cầu đó. À, xây nhà vệ sinh đó ha. Vệ sinh đó. Dạ. Còn cái 30 triệu trước là lâu rồi mà đâu có trả đâu. Trời ơi. Trên mạng giờ là anh còn nợ cho nhà nước 50 triệu á. Ừ. Nhưng mình trả số đó, đó, đó rồi người ta mới cho mình dây nữa. Dạ. Yeah. Nếu không trả là mình trên đời này mình không dây được ai nữa. Yeah. Cái mạng mình đã thiếu nợ trên trên nhà nước rồi. Dạ. Yeah. Mình đi còn quắc không có dây dây mà là mua trả góp thì có ai được hết. Thấy cái xuồng ghe ghe mà cái ánh đèn sáng sáng đó là cô Sáu với chú Sáu hả? Cái hai cái đú này mình được bội thu nè. Anh khoe chiến tích cho mình rằng là mới dính con cá kết mà Bùi Hồ mới quay đó. Là dính thêm mấy con cá dảnh, cá bóng rồi nè. Bây giờ cảm thấy hết lạnh chưa? Cảm thấy là nó hết lạnh. Ấm ấm lại tí. Cảm thấy đói hết hết lạnh rồi. Đói hả? Chút xíu dở xong anh em mình lên ăn mì. Đúng rồi. Tiếp tục. Đâu? Ồ, may mắn quá. Trời ơi. Bội thu rồi. Bội thu rồi. Vui rồi. Hai con này cũng được khoảng 40-50 ngàn ha. Đúng rồi. Niềm vui nhất của anh Hồng bây giờ đó là dính được những cái con cá. Là cái con cá kết đó mọi người. Con cá này thì thuộc họ cá trèn. Ăn thịt rất là ngon và thơm luôn. Tầm giá tầm 200 ngàn một ký. Mà con cá này là con cá nhỏ thôi. Còn cá loại lớn thì thằng lớn cả ký. Cả ký luôn. Anh nói cái đú này được 32 con cá kết là cũng vui lắm rồi, cũng được 50 ngàn hơn. 50 ngàn. Con cá này là ngon nhất là làm món gì hả anh? Kho lạc hả? Anh cũng chưa có ăn lắm. Tại vì anh bán không hả? Anh ăn là mấy con cá mà nó bạn hàng nó chết ra rồi nó chê hả? Ừ, nó chê nó bị sừ mình rồi. Ờ. Mình... còn đặt thật ra thì đặt cá lớn thì anh chủ yếu là để bán thôi. Còn những con cá nhỏ như thế này người ta gọi là cá hủng hỉnh. Thì anh mới để cho mình ăn. Để tại vì mục đích của mình là kiếm cá để bán. Đúng rồi. Nhiều quá thì mình cũng bán bớt luôn. À, được hai con cá chục giấy. Chục giấy một con cá thị dinh. Hai con này tầm khoảng là 300, hơn 300 gram. 300 gram 200 ngàn ký hả? Thì khoảng hai con này thì khoảng tầm khoảng 60 ngàn rồi đó. À, với lại mấy con lương đồ nữa nè, con lịch nè. Ừ, lịch đó thì 70 ngàn một ký. Thì mình cũng được 70-80 ngàn rồi đó. Ừ. Khoe cái chiến tích mình dính được con cá Govi rất lớn. Con cá này thì nó bự hơn cái bàn tay mình luôn nè. Mà con cá này thì họ không mua. Bạn hàng họ không mua nên anh không bán được tiền. Ở đây có con cá chốt nữa nè. Bắt lên cho anh chứ. Con cá này thì anh làm gì anh đó, chỉ sốt cà cà hoặc là mình muối chiên à hoặc là làm khô hả? Không phải làm khô, làm khô. Sau hơn 10 cái thì cá chết có cá sống có, nhưng mà hôm nay thì vui hơn là anh có được cá, hai con cá kết với lại cá
chốt nè, rồi cua. Giờ thì anh sẽ lựa mấy con cá mà mình bắt được á, anh sẽ lựa ra để nó không bị chết. Sừng. Dạ, gọi là sừng mình. Sừng mình. Lựa từ từ ra nè, nó lựa xong rồi sau đó anh còn mấy con cái còn lại anh sẽ cua thì bỏ vô đó hả anh ha. Đây. Cua thì mình bán được bao nhiêu tiền một ký? Cua thì 50 ngàn. Ồ, vậy hả? Sớm cho mình được nửa ký không? Được. Vừa lựa, vừa đổ, vừa cuốn luôn á. Anh thả con cua rồi. Anh thả con cua mà nó đang mới lột á. Anh phóng xanh. Bên thùng bên đây thì là tép chú lương sống. Dạ, lương sống. Bên đó là lương với lại trình. Ở đây thì cá. Cá này thì đòi cá này đắt tiền hơn cá chốt giấy với lại cá kết. Phân loại ra. Anh lựa ra thì nguyên một cái đống hỗn độn như thế này. Gác với lại ốc với lại những cái con cua nhỏ thì anh thả nó đi. Thả nó đi. Dạ. Mấy cái con cá bóng nhỏ nhỏ cũng thả luôn. Thả luôn. Rồi anh chỉ còn lại cái ở đây là cá kết, cá chốt. Đây là loại cá đắt tiền nè. Anh phân loại, còn bên đây là một cái tép. Tép. Đó. Còn bên kia là cá bóng với cá chốt. Cá này là cá bóng cá chốt, cái này rẻ tiền hơn hả? Rẻ tiền hơn. Dạ. Tự mình phân loại luôn bằng hàng hộ mới mua, với lại thấy cá nó mới ngon. Con cá chạch đâu? Ồ, cá chạch này to ghê á. Cá chạch này mà chiên ăn nha, hoặc là kho nghệ ăn con á. Anh nói rằng là cái mẻ này tép chạy nhiều hơn nè. Những cái con tép như thế này nè, anh phải lựa nó bỏ qua bên cái xô bên kia. Con này là cá chốt, này là cá chốt gạo, bỏ qua đây. Cua nhỏ là mình thả hả? Cua như thế này nè. Mình thả đi. Ở đây có con cá. Cá mày đuối. Cá này lâu khó gặp lắm phải không? Khó gặp. Chỉ là một con cá kết bự ở đây chuẩn bị chờ ra. Ủa, cá lăng hả? Chết rồi hả? Trời ơi, ổn quá. Cá đang ngát rồi, ổn quá luôn. Cá ngát đó là một trong những loài cá mà có gai đâm độc nhất sông Mekong này. Cá thấy mà có mò là được đó. Dạ. Con cá mì hôi này ăn thịt bị hôi nè, phải không anh hả? Không. Cá này gọi cá mì đuối chứ mà không phải là mì hôi. Ừ. Mì đuối. Cá này bắt tiền không? Nó cũng như cá rảnh mình vậy đó. Tí chừng vài chục ngàn vậy đó. Anh Hồng giờ này còn lạnh không? Quên lạnh rồi hả? Anh nói đây là những cái mà đặc sản, những cái chiến tích mà hôm nay anh thu hoạch được trong cái đêm nay nè. Gồm có 4-5 con cá kết gì đó, với lại 2 con cá chạch, với lại cá hai con tôm, hai tôm to tướng, với lại cá chốt. Thì bao nhiêu đó thì bao nhiêu đây, nếu như mà ước lượng từ tiền thì khoảng nhiêu tiền anh? Khoảng 70-80 ngàn vậy đó. Ờ, vậy hả? Nhiêu cá này mà có 70-80 ngàn à? Mình canh cho bằng hàng. Trời ơi. Cái số tiền mình canh á, người ta bán ra thì nó mắc hơn nữa. Ừ. Cao giá. Ừ. Anh đang khoe với chiến tích mà bắt được. Thông tin lại với mọi người á, đây là một người thì gọi là lú, người thì gọi là đú, có người thì gọi là 12 cửa ngục, có người thì gọi là bát quái. Gọi là 12 cửa ngục vì có ở bên ngang không của nó có những cái lỗ mà cá có thể vô mà khó ra. Dạ. Và đặc biệt anh đặt thì không cần mồi hả anh Hồng? Không cần mồi. Lúc anh đặt thì anh có thể nói lại cách đặt cho em nghe với. Anh lặn, anh kéo búa trong lòng bình á. Dạ.
đú một lần lặng gì ba cây đú. Dạ. Và thời gian anh đặt là anh phải đặt từ 1-2 giờ sáng sớm cho tới 1-2 giờ chiều á. À, là xong. Rồi tối khoảng 1-2 giờ khuya thì anh đi thăm. Đúng rồi. Và anh cuốn lên luôn. Cuốn lên luôn là ngày mai tiếp tục mình bổ hành trình, mình đi bổ cái chỗ luôn mới nữa. Dạ. À, mọi người hiểu cái 12 cửa ngục chưa? Anh thường đừng, người ta thường gọi vui ở xóm anh, người ta gọi vui anh với một cái tên là chủ ngục. Anh thấy cũng vui vui. Và đây là cái gọi là cái mẻ cuối cùng luôn anh ha. Mẻ này là xong mấy anh em mình về luôn nha. Anh mới khoe tép cho mọi người cùng thấy đó. Bây giờ bắt đầu nè. Mỗi có vợ có anh đi thì vợ của anh sẽ thu xếp cái phần này tiếp. Dạ, với lại lựa cá tiếp, anh chỉ việc là đi đi lấy lên thôi. Còn hôm nay thì tất cả từ cái việc mà nấu ăn nè, tắm rửa vậy, nấu ăn rồi ngủ nghe là một mình ên hết luôn á. Kỹ quá, đắp lại cái này nè, cho việc mình đi nó dễ dàng hơn. Nó không có dơ cái chân của mình nữa. Với lại đây là một cái dụng cụ của anh mà, nó nuôi sống anh mà. Thôi bây giờ cô bác của anh chị chào thôi nha. Bây giờ Bùi Hồ mong mọi người cùng đón xem đợi cái clip Bùi Hồ cùng với anh Từ với lại anh Hồng cùng nhau lên chợ bán số cá này. Sau khi xong thì anh bây giờ anh chuẩn bị bay xuống sông tắm. Bay xong luôn anh. Lột đèn ra bay xong. Anh tắm vệ sinh lại đó thấy không? Tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ cái con sông, con sông tiền này hết. Đó. Mát không anh? Gặp em giờ này về xuống dưới là rung chết luôn á. Mình có khúc lúc nãy giờ mình mệt rồi. Dạ. Đồ của anh treo lủng lẳng rồi kia. Và kết thúc nha mọi người. Mọi người nhớ đón xem clip vào buổi sáng của Bùi Hồ nha.